Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số bài học để có thể biết cách đầu tư chứng khoán. Bài học số 1, đầu tư bí mật để trở thành người giàu có. Bạn lại cười. Cần phân định rõ. Nhà phục vụ nhu cầu chính để ở như chung cư, nhà ở ngõ hẻm, nội đô với lãi vốn thấp và cũng chẳng cao hơn lạm phát. Nhà đất phục vụ cho việc đầu tư sinh lời trong tương lai, kết hợp vừa để ở vừa để đầu tư cho thuê khai thác kinh doanh. Vậy nhà loại 1 và xe đều được coi là tài sản âm. Tuy nhiên, khi bạn chưa giàu mà bạn muốn sở hữu một trong hai loại tiêu sản này thì cần phải có những mục đích sử dụng là gì, có phục vụ cho việc bạn sẽ giàu lên trong tương lai hay không. Đâu đó bạn sẽ có câu trả lời rõ nhất cho chính bạn. Không ai có thể trả lời thay bạn. Rồi, vậy câu hỏi tiếp theo là gì? Làm gì để được nhà và xe? Câu hỏi này mới quan trọng đối với bạn. Để trả lời được câu hỏi này, bạn phải lựa chọn bạn thuộc người nhóm nào trong kim tứ đồ. Một là người làm công ăn lương. Hai là kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ. Ba là chủ doanh nghiệp vừa và lớn. Bốn là nhà đầu tư. Bạn đang thuộc nhóm nào, một và hai? Bạn phải đánh đổi thời gian và sức khỏe để có tiền. Ba bốn thì ngược lại, bạn phải đổi tiền bạc để có thời gian. Đa phần chúng ta ở đây đều đang thuộc nhóm 1, 2 mà ít ai tới được 3, 4. Bởi vì tư duy của chúng ta bó buộc bởi chính môi trường sống, bởi kiến thức, sự hiểu biết, vân vân và mây mây. Để thoát ra đó có khó hay không? Warren Buffett bắt đầu đầu tư từ năm 11 tuổi và tới năm 30 tuổi ông mới có trong tay 1 triệu USD đầu tiên, 19 năm đầu tư tích lũy. Câu trả lời quan trọng nhất để từ 1 hoặc là 2 lên 4 thì hãy bắt đầu đầu tư từ số vốn nhỏ nhất bạn đang có trong tay. Đúng không Hồ Dũng? Các cấp độ đầu tư theo thứ tự tăng dần về độ khó: vốn khởi điểm, lợi nhuận, rủi ro. Cấp độ 1 là phải gửi tiết kiệm, bảo hiểm, liên kết đầu tư. Cấp độ 2 là trái phiếu, hàng hóa như là vàng, bạc, dầu mỏ, quỹ mở. Cấp độ 3 là chứng khoán, cryptocurrency, forex, phái sinh. Cấp độ 4 là bất động sản, góp vốn doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở bất kỳ kênh nào cũng có các mô hình lừa đảo, mà nếu các bạn là người mới thì rất dễ bị lừa bởi mức lợi nhuận cam kết. Đó chính là bài học số 1, đầu tư bí mật để trở thành người giàu có. Bài học số 2 đó là tiếng lóng chứng khoán. Tiếng lóng chứng khoán. Không biết không sao, nhưng bạn nên biết những tiếng lóng sau đây để tránh bỡ ngỡ trên thị trường khi tìm hiểu. Cá mập là nhà đầu tư hay tổ chức cả tiềm lực chính tài chính và sẵn sàng trục lợi từ nhà đầu tư non kinh nghiệm nhằm trục lợi bất chính và khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Kịch bản quen thuộc là tung thông tin bất lợi để dìm giá cổ phiếu xuống nhằm gom vào một số lượng cổ phiếu.
mấy cái đầu này một cách đầu môi thì không biết thế nào nhỉ. Sắp được chứng kiến rồi đấy bạn ạ. Chỉ còn anh Phương đầu môi. Chỉ còn 16 ngày nữa thôi bạn ạ. 16 ngày nữa thôi là bạn đã chứng kiến tóc tóc ngắn của tôi. Bạn đã chứng kiến tóc dài của tôi rồi đúng không? Bây giờ chứng kiến tóc ngắn. Kéo dài thật ra không có gì đâu. Đó là không có gì. Nhìn đồ trong nhìn có chán mà. Đội chán. Tôi cắt lính thủy đánh bạc mà tôi cắt này ta cắt đầu trọc đâu. Đẹp mà. Càng trưởng thành tóc là càng ít dần đi. Càng hướng đến cái sướng còn dài hơn. Chứ còn gì nữa. Đúng rồi. Đội lái, những nhà đầu tư kinh nghiệm có nhiều quan hệ trên thị trường, trong tay có nhiều vốn, tiền mặt hay cổ phiếu liên kết với nhau để làm giá trị chứng khoán. Đội lái liên kết với các môi giới chứng khoán, công ty niêm yết để thực hiện các việc đánh lên hay dìm giá cổ phiếu. Múc gặp cổ phiếu tốt mua bằng mọi giá, xả bán cổ phiếu bằng mọi giá. Xanh đỏ, xanh vỏ đỏ lòng, index xanh nhưng đa phần thị trường giảm điểm. Đè gom, rung cây dọa khỉ, cổ phiếu tốt bị đè giá. Để gom giá thấp, cá mập đặt lệnh bán khối lượng lớn, ra tin xấu để cá con bán tháo. Úp sọt, úp bô, kéo xả, cá mập đẩy tin tốt, kéo giá cổ phiếu lên để có để cá con mua vào, xong kẹt hàng. Là như thế nào Dũng? Đúng không? Nó đẩy giá lên để không có lượng, chỉ có lượng bán mà không có lượng mua. Tức là chỉ có người bán, không người mua, thế là kéo hàng. Phức tạp lắm, không phải cứ giá là bán đâu, không phải cả giá cao nhưng bán không có người mua. Hay quá. Muốn phép đi cơ. Sao bán lại không có người mua? Tại sao người ta lại không mua? Được. Thế do chẳng hạn như mình cảm thấy ra chợ, cảm thấy mua rau đắt quá, mua loại khác thì không mua rau này nữa. Thế thôi, đơn giản thế. Để giá cao quá. Đấy. Kẹt chim, kẹt hàng không bán được, bán lỗ nặng, lùa gà, bẫy gà, đè gom xong rồi thì cá mập có hàng thì lùa gà, vô mua rồi úp sọt chúng ta. Chim lợn là xả tin xấu trong cộng đồng, báo chí cho cá mập gom hàng, bịp bợ, ra tin tốt trong cộng đồng, báo chí để các mập xả hàng, trà đá penny, cổ phiếu rẻ như cốc trà đá, lướt sóng, ăn chênh lệch trong một khung thời gian, sóng bé vài ngày, sóng to vài tháng, thậm chí cả năm, toàn gánh marine, về bờ, lỗ rồi hòa vốn, tụt quần. Cái gì cũng tụt hết, tụt cả thị trường. Thị trường bò, thị trường đi lên, con bò hút từ dưới lên. Thị trường gấu, thị trường đi xuống, con gấu vồ từ trên xuống. Hiểu chưa Dũng? Hiểu mà non. Chúng ta sẽ đi vào bài số 3, hỏi đáp cho những người vỡ lòng. Nên đầu tư bất động sản, chứng khoán, coin, forex, gửi ngân hàng hay mua vàng? Nếu bạn là người ưa rủi ro, muốn giàu nhanh, vốn ít thì forex và coin, lướt sóng chứng khoán phái sinh phù hợp với bạn. Nếu vốn nhiều có thể lướt sóng cả bất động sản, tuy nhiên có rủi ro là nguy cơ cháy tài khoản, bạn mất hết số tiền kiếm được. Vàng là kênh giữ tiền trong thời điểm rủi ro. Càng rủi ro thì vàng càng có giá. Trong các thời kỳ phát triển là vàng
thì vàng là kênh kém mua là kênh kém hiệu quả nhất. Gửi ngân hàng là kênh không có rủi ro, nhưng cơ hội làm giàu chỉ bằng việc đi làm, tiết kiệm tiền gửi ngân hàng là gần như không thể. Về dài hạn thì đầu tư bất động sản, mặt đất, hoa sổ đồ, đầu tư chứng khoán một cách bài bản để làm giàu bền vững, được những người giàu ưa chuộng. Tỷ suất lợi nhuận của hai lĩnh vực này ở Việt Nam là tương đương nhau khoảng 10-30% trong một năm, tùy thời điểm. Từ năm 2010 đến năm 2021, bất động sản an toàn và chứng khoán có thanh khoản cao hơn. Thì đúng về cái tờ nghe này, lô bình dịch này, rồi sinh viên người đi làm lương thấp có nên đầu tư chứng khoán? Với sinh viên người đi làm lương thấp, quên thật nên dành thời gian chủ yếu để học xong và tăng thu nhập từ công việc chính hoặc kinh doanh thêm bằng công việc phụ, ví dụ như bán hàng online. Nếu bạn làm công sở có thời gian gò bó, khó tăng thu nhập thì hãy đầu tư chứng khoán bằng phương pháp mua tích lũy. Vốn bao nhiêu thì đầu tư chứng khoán được, không quan trọng lắm, vì 100 cổ phiếu đắt nhất sàn chứng khoán Việt Nam có giá tại thời điểm viết bài là khoảng 25 triệu. Trung bình thì cứ có giá là 10.000 đồng đến 70.000 đồng. Như vậy bạn có thể bắt đầu đầu tư hàng tháng với khoảng 2,5 triệu là được. Mình nghe xong mình tin luôn rồi. Nên mở tài khoản chứng khoán ở công ty nào? Với kinh nghiệm của mình thì mở công ty nào không quan trọng. Tuy nhiên hãy tìm một công ty có uy tín cao và có liên kết ngân hàng nhanh gọn. Khuyến nghị như TC Invest, VPS, VN Direct. Sách cho chứng khoán thì là sách nhập môn nên đọc quyển Đạo của Warren Buffett. Warren Buffett là giúp sao lại Warren Buffett? Buffett đây. Quyển Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và Gary Soros. Hai quyển này khá hợp cho người mới để rèn tư duy. Ok chưa? Thấy đã có tí kinh nghiệm về chứng khoán chưa? Bất động sản. Mình học lớp vứt lòng khoán. Chứ còn gì nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ đến bài hướng dẫn đầu tư chứng khoán, phân biệt cổ phiếu trái phiếu. Bạn có biết thế nào là trái phiếu? Sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu. Trái phiếu là cổ phiếu là hai hình thức đầu tư chứng khoán xuất hiện đầu tiên và phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn các nhà đầu tư chưa quen với khái niệm đầu tư trái phiếu. Trong khi đó, đây lại là một trong những kênh đầu tư an toàn với lợi nhuận cao. Vậy trái phiếu chuyển đổi là gì? Nó khác biệt như thế nào với cổ phiếu? Định nghĩa trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành, người vay tiền phải cho người nắm giữ trái phiếu, người cho vay một khoản tiền xác định, có xác định trong thời gian cụ thể công ty phát hành phải hoàn trả khoản vay ban đầu khi nó đáo hạn. Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành. Đơn giản đúng không? Được. Học phát biết ngay. Nhưng mà sao phải nhiều layer thế? Sao phải nhiều layer ấy? Nhưng mà ghép vào chúng mình ghép với nhau là một kiểu gì được? Cái nào bên dưới nó sẽ bên dưới trên ngay. Thì sao ba cái nào là giống nhau? Bởi vì tôi muốn tạo ra ba cái này, nó không hẳn giống nhau, bởi vì nó
copy ra cái thứ hai tôi cho mổ nát đi. Còn cái thứ ba đặt cho vị trí vua rừng bốc phét. Cái này đâu chú đâu tao không hiểu. Photoshop ấy. Photoshop. Chứ mình cũng biết dùng kia Photoshop. Thương chỉ vẫn đam mê lấy vợ giàu thôi. Nhờ lấy vợ. Lấy vợ giàu cơ. Em vẫn lấy vợ. Nghe đầu tôi này lấy vợ sao đấy. Freeze. Trái phiếu. Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kỳ và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành. Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu trước, sau đó mới chia cho các cổ đông. Thế là mình đầu tư trái phiếu dễ hơn cổ phiếu không? Cổ phiếu gần như là auto lãi. Trái phiếu hơn gửi ngân hàng một tí. Thế sao không Dũng đầu tư trái phiếu? Chứ thì cũng ít. Thì hiểu chứ thì cũng ít. Ngon nhất rồi. An toàn nhất, ngon nhất rồi. Chứ thì cũng ít. Có mà. Đây. Mua của anh. Đây, trái phiếu bộ của bạn. Ừ. Nếu mà trong cái mình cũng có hai cái thì tải trái phiếu tải thêm bộ. Thứ một. Chứ thì cũng ít. Đó thì cứ tìm hiểu đi. Dũng đang làm chứng chỉ quỹ à? Đang đầu tư trong đấy à? Hả? Đã từng á? Sao lại rút ra? Lãi lãi 1 triệu. Để mấy tháng? Đợt đấy là vào đúng đáy. Bắt đáy đúng đáy và đợt lên đúng đỉnh là mình bán luôn. Thế mới lãi to thế. Đợt đấy lãi mấy phần trăm mà. Bằng người ta mơ cả năm ấy. Ở đấy mình chỗ hết. Đợt dịch mà, đợt dịch nó đi xuống mà. Đấy mình mua con FUESFVF là vẫn nhớ luôn. Ngày nào cũng sớt. Mua đi thương. Không có tiền mua. Thế rẻ mà. Thế 200 nghìn này. Mua đồ thức sản. Phải tích góp rồi. Chị gái em. Tích góp phiên hay các thứ ấy. Đừng có tính toán. Không có loài chết đấy. Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu mà người sở hữu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thông thường của công ty cổ phần phát hành với tỷ suất và thời hạn chuyển đổi được ấn định ngay lúc phát hành trái phiếu. Đây được coi là bản lồng ghép giữa trái phiếu và quyền mua cổ phiếu do chính công ty phát hành trái phiếu. Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu. Điểm giống nhau là hình thức chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, thừa kế đều được hưởng chênh lệch giá. Đều là phương tiện huy động vốn đối với các công ty phát hành. Đều là công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư. Điều khác nhau là trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu là chủ nợ. Chủ nợ không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty, có thời hạn nhất định, được rút trước kỳ hạn, thường ít rủi ro
rủi ro thuộc phụ thuộc vào độ an toàn của doanh nghiệp do các doanh nghiệp và chính phủ phát hành có thể chuyển đổi thành cổ phiếu. Cổ phiếu là gì? Là chứng chỉ góp vốn người sở hữu là cổ đông, không có lãi suất, không có thời hạn, nó gắn liền với sự tồn tại của công ty, độ rủi ro cao, không được rút vốn trực tiếp cho các doanh nghiệp cổ phần phát hành, không có tính chuyển đổi thành cổ phiếu. Chả hiểu gì đúng không ạ? Hiểu không bạn? Sao bạn không hiểu? Biết gì thì cứ chứng chỉ quỹ mà chơi. Đây là mặt đúng không? Wow. Ô, hai là này luôn. Ô, hai gì thì nhét được vào đây? Nó đang làm cái gì á? Bài học số 4 là hỏi đáp vỡ lòng chứng khoán phần 2. Có nên vay nợ để chơi chứng khoán? Khi bạn có kiến thức, kỹ năng quản trị đồng tiền, nguồn vốn, danh mục rồi thì bạn có thể vay với lãi suất thấp hơn 10% để đầu tư. Tuy nhiên khi bạn là người mới còn đọc bài viết này, câu trả lời là không. Có nên mua bán theo môi giới không? Thật lòng là không, vì nhiều lý do khách quan, tóm gọn trong câu, không kiểm định được chất lượng môi giới. Phố Wall là nơi duy nhất mà những người đi xe Rolls-Royce xin lời khuyên từ những người đi tàu điện ngầm. Có phải cứ đầu tư lâu là có kinh nghiệm? Không. Có rất nhiều người nghĩ rằng mình đầu tư chứng khoán đã 5 năm nhưng thực ra họ chỉ có kinh nghiệm. Có 1 năm kinh nghiệm và 4 năm sai lầm, lặp đi lặp lại. Thậm chí là 1 tháng kinh nghiệm và 59 tháng sai lầm. Wow. Đã lắm. Đấy là chứng khoán rồi đấy. Còn ngoại hối cả coi còn kinh dị hơn. Có nên lên group diễn đàn để xin mã mua bao chúng không? Môi giới sẽ trả lời bạn, vì bạn mua họ sẽ có tiền. Người không có năng lực sẽ trả lời bạn, vì họ sẽ cùng bạn mất tiền. Còn người có năng lực và đào tạo và đạo đức thực sự, họ sẽ bảo không biết, vì thị trường có một
1600 mã cổ phiếu, họ chỉ nghiên cứu kỹ 10 đến 30 mã là cùng. Quan điểm đầu tư nắm giữ khác nhau, thời điểm mua bán khác nhau, bạn chỉ có 10 giây để hỏi tại sao họ phải trả lời bạn. Nên bắt đầu chứng khoán khi nào? Bạn nên, nếu bạn không có tiền, hãy bắt đầu học bằng YouTube. Tuy nhiên, học YouTube free rất dễ. Đến đoạn trưởng thông tin vì ông A và ông B nói ngược nhau hoàn toàn. Nếu thực sự cả hai đều đúng, hãy đọc sách và tìm cho mình một người thầy uyên bác, có suy nghĩ, có vị trí, có tiền và sẵn sàng chia sẻ. Người thầy xuất hiện khi học trò sẵn sàng. Thầy Mạnh Dũng ơi, dạy em đi. Kem đi. Mình bảo dạy em đi, rồi thèm kem đi. Thật rồi, bỏ kem đi. Kem đi. Kem đi. Đủ cơ kem một chiều. Đi. Đi. Đi không? Đi. Kem ở đâu? Ở đâu? À, có á, cái đường đi kia không có kem. Nổi xưa ăn à? Không, có đấy như nó xả nó. Dọc trên cũng không có kem. Có đấy là mới lúc mình ra ăn là mới bắt đầu. Mới bắt đầu. Xong rồi dịch, xong rồi đi về hết, khổ thân quá. Đúng vị trí nhưng mà sai thời điểm. Vẫn là nắng nóng nhưng mà nó khổ. Sai thời điểm. Quá khổ mà. Dịch đã làm tan nát. Dịch đã làm nhiều nhiều cửa hàng, phá sản. Nhưng mà... Đầu tiên không? Là cái chỗ cạnh trường thôi. Mấy con bảo là núi. Mất hết. À mất hết rồi. Ngay cái đợt dịch đầu tiên luôn. Chỗ này vẫn chụp lại sau đợt dịch đầu tiên. Không, nhưng mà cả là chỗ này mặt đường đẹp luôn. Ngồi đắt. Bên này là bên trong ấy rồi, ngoài kia là hẳn đường to luôn rồi. Dẹp hết. Nhưng mà đợt dịch này nhiều người giàu lên quá. Ai? TikTok phường. TikTok. Đi làm đi. Anh em đang ủng hộ, anh em giờ mỗi thằng đầu tư 1 triệu vào mua con phải để quay up lên. Đấy. Sao mình không làm? Tao làm gì có tiền. Chúng nó làm TikToker. Đang. Cái cử chân cam vào sao không luôn? Không biết. Không giọt đâu. Đừng nói thế. Vốn thì bé. Vốn bé chỉ có đánh lô đà thôi. Đánh lô mà quay ấy, thì may ra. Để có vốn tiếp mà chơi vào chứng khoán. Vâng. Vâng. Trông mình chán nó béo nhỉ. Sao mà lấy cái gì mà nó mở nhỉ? Chỗ cam mở ấy. Tôi lấy cái gì đâu. Bật cái ấy mà nó mở. Đấy, nhìn kìa, nhìn thấy mũi thâm thâm thế nhỉ. Thâm nhỉ. Lông ấy, đấy là lông ấy. Lông ấy. Sao thâm như bú em rồi đấy. Thâm ra không thâm. Thâm như bú em rồi. Thâm hơn, à em thâm hơn. Cái nhìn màu môi này sẽ ra màu hết mà. Sao có môi. Nếu con cái nào môi hồng tự nhiên chứ. Hồng ngá. Phương pháp đầu tư, phân tích cơ bản. Bạn, làm sao để cái video 5 năm phút thành 1 tiếng? Không thể mà. Ghép thêm được. Ghép được. Còn quay thêm 5 phút nữa. Tôi quay màn hình cho 5 phút nữa rồi nha. Ừ. Ý gì nhỉ? Nào, cũng chèn lên. Chèn vào. Chèn vào cái chèn. Làm là mình quay có 5 phút thôi nhưng mà lên video được 1 tiếng. Không thể mà. Có thể mình chưa tìm ra thôi, không gì là không thể. Kéo dài, làm chậm. Hoặc cho làm việc lại. Lại, ta chửi quay mặt cho. Mình khoe khoảng 20 video đi, mình sẽ trộn nó lại với nhau. Đúng không? Nào. Mình sẽ đổi vị trí, mỗi video đổi vị trí rồi. Cái đầu đi. Đừng.
đứng kiểu làm thế này không thể là thuần túy được nữa. Đúng thôi, ta phải dùng mẹo thôi mà. Sao mới hết rồi. Đấy không thể cứ làm content. Được, được mà, có phải hợp lý mà. Thế là bạn ý tưởng mà không làm content. Thì content là thằng trưởng nhóm của Phương. Ừ. Trưởng nhóm là thằng nghĩ content. Đâu? Thằng trưởng nhóm nào? Đó thằng thằng gì? Thằng Vũ ấy, thằng Minh này. Nó lấy ở đâu ấy? Chẳng biết. Nhưng mà content gì cũng được đúng không? Ừ. Kiểu mình học này đúng không? Ừ. Giờ học này chán này, mở những cái khác học của Phong Phú rồi. Đang học chứng khoán đây. Phương pháp phân tích cơ bản là gì? Nhà đầu tư cần chú trọng những gì khi sử dụng phương pháp này? Kỹ thuật. Định nghĩa là một kỹ thuật dùng để xác định giá trị nội tại của một doanh nghiệp bằng cách tập trung vào các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại và phát vọng phát triển và phát triển trong tương lai của công ty. Nhà đầu tư có thể đo lường giá trị thực của một công ty với các chỉ tiêu sau đây: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, những rủi ro mà công ty có thể gặp phải. Thứ ba là dòng tiền. Phân tích cơ bản, các nhân tố cần chú trọng trong phân tích cơ bản cổ phiếu: hoạt động kinh doanh của công ty, mục tiêu và trách nhiệm của công ty, khả năng lợi nhuận hiện tại và ước đoán, nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty, sức ép cạnh tranh và chính sách giá cả, kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian, kết quả sản xuất kinh doanh so với công ty tương tự và với thị trường, vị thế trong ngành, chất lượng quản lý. Phân tích cơ bản, phương pháp top down. Phân tích cơ bản có thể được sử dụng theo phương pháp phân tích từ nhân tố vĩ mô đến nhân tố vi mô có ảnh hưởng đến cổ phiếu gồm 5 cấp độ. Tùy vào mục tiêu và khả năng phân tích mà các nhà đầu tư có thể sử dụng một trong 5 cấp độ phân tích sau: 1. Phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô. 2. Phân tích thị trường tài chính, chứng khoán. 3. Phân tích ngành mà công ty đang hoạt động. 4. Phân tích công ty. 5. Phân tích cổ phiếu. Qua đó, nhà đầu tư có thể phân loại cổ phiếu thành 5 loại cơ bản dựa trên tính chất thu nhập mà nó mang lại. Bắt đầu là cổ phiếu hàng đầu, blue chip, cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu hàng đầu, cổ phiếu tài vụ, cổ phiếu chu kỳ, cổ phiếu rác. Chen. Đúng rồi. Người đàn ông chuyên tạo chen. Và người ta sẽ tạo video với cái link bên dưới này. Đức Phương. Y tá Thảo Mai. Thảo Mai. 1k1 người xem. Cô bà kia xinh á. Cô bà kia xinh lý nhận ạ.
phương pháp trung bình giá, bí quyết đứng vững trước làn sóng lên xuống của thị trường, giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường, đạt lợi nhuận ổn định khi thị trường đi lên. Cách thức đơn giản hiệu quả, dễ dàng áp dụng với một số vốn đầu tư khởi điểm thấp. Phương pháp trung bình giá nghĩa là gì? Trung bình giá nghĩa là nhà đầu tư mua được cổ phiếu với giá trung bình do đầu tư dàn thành nhiều lần, thay vì đầu tư một khoản vốn lớn ban đầu. Nóng không hả bạn? Có cảm giác nóng bức không? Quá thì tên họp sao tiêu hoa. Nếu hoa là gì? Bài bỏ lên ra kiểu gì? Tên họp. Aircon is no sao ấy? Ừ đúng rồi. Nhớ nhẹ. Chuyên với cắt ảnh được bạn. Cắt ảnh á? Tớ phải nghe xe ở vài cắt lại đi vậy. Ví dụ minh họa là bản chất của trung bình giá. Ông A và ông B cùng ra chợ mua gà để làm trang trại. Mỗi người có số vốn là 10 triệu đồng. Ông A dùng hết số tiền để mua ngay ở cửa hiệu đầu tiên với giá 200.000 đồng một con. Ông A mua được 50 con. Ông B chỉ trích 40% số vốn là 4 triệu. Mua gà với giá 200.000 đồng một con để kinh doanh trước. Ông B mua được 20 con. Phương pháp trung bình giá là sau một tháng tìm kiếm thêm, ông B tìm được cửa hàng khác rẻ hơn, chỉ 150.000 đồng trên một con. Ông B dùng 60% vốn còn lại để mua. Ông B mua được thêm 40 con nữa. Như vậy ông B đã mua được 60 con gà, nhiều hơn ông A là 10 con. Bọn Việt bán chạy cho. Tương đương hàng 20%. Broker giúp Việt đấy. Kết luận là cùng một số vốn ban đầu, sử dụng phương pháp trung bình giá sẽ mang lại cơ hội sở hữu số lượng tài sản cao hơn. Phương pháp quản lý vốn đầu tư à? Bày 900 bộ mặt trước. Quay đi.
quản lý vốn trong đầu tư chứng khoán, quản lý vốn là gì? Quản lý vốn có nghĩa là các bạn phải kiểm soát được số tiền có trong tài khoản của bạn, không để bị thiệt hại quá nhiều, đồng thời các bạn cũng phải cần phải giữ được các mức lợi nhuận khi giao dịch. Mục tiêu đầu tiên trong quản lý vốn là đảm bảo sự tồn tại của trong thị trường. Trong thị trường tài chính, bạn cần tránh các rủi ro khiến bạn bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Mục tiêu thứ hai là phải kiếm thêm thu nhập, và cuối cùng mới là gia tăng mức lợi nhuận lên. Cắt ngắn được một đoạn ở trong này là đi không? Ừ. Cắt được một đoạn ở trong này đi không? Được. Cắt như nào? Có cái đoạn này một chỗ, cái đoạn này. Cắt này. Một đoạn lại đi không? Nó vừa trong cái phần giữa này chứ. Trong cái phần... Đã cắt từ đâu đến đâu? Cứ kéo cái đấy về đây đi. Nè. Ừ. Để cái đó đi. Ừ, đi ra tia nhưng mà đây chính là thứ sao mà không cho cái này lên cái này luôn. Tại sao cần phải quản lý vốn? Cần phải quản lý vốn vì đảm bảo được mình luôn có thể thích nghi cũng như tồn tại trong thị trường, kiếm thêm thu nhập bền và dài hạn, rèn luyện tâm lý và có một phương pháp quản lý tốt. Thì cho dù bạn downtrend hay là uptrend thì các bạn đều có thể kiếm được tiền một cách bền và lâu dài. Quản lý vốn trong đầu tư chứng khoán, quản lý vốn hiệu quả để đảm bảo được tiền của bạn vẫn nằm trong túi của bạn cũng như có thể tồn tại lâu dài. Trong thị trường, bạn cần phải tập cho mình một thói quen quản lý vốn thật hiệu quả. Một số nguyên tắc mà các nhà đầu tư thâm niên thường tuân thủ có thể kể đến như là
đoạn kia thấy cái quen như đoạn đầu video. Và hai sách dưới này đi cho dễ. Mặt trong đoạn này đâu? Thiếu một mặt kìa. Sao mặt ngắn thế? Mặt to một tiếng. Một tiếng là chứ rồi. Hình như mình được cắt phần mặt đi rồi. Cứ để cái xanh với cả cái đấy giữ nguyên được thì di chuyển được cái đỏ ăn thôi. Đây là từ 28-36 luôn. Vừa mình cắt ra nhiều đấy. À, vừa mình cắt là cắt từ đầu tới cái chỗ mình chọn ấy. Không biết. Là nó lâu ấy, cứt ạ. Chứ đã phải cắt mấy phút như... quản lý vốn. Các nguyên tắc như là kỷ luật, hiểu đơn giản về việc xác định rõ điểm chốt lời, điểm cắt lỗ trước khi mở vị thế và tuân theo kế hoạch. Đừng giao dịch quá hung hăng, đây là sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư mới mắc phải. Điều này bao gồm việc gian lệnh quá ngẫu nhiên, sử dụng đòn bẩy tùy ý, chia vốn hợp lý, đo lường và hạn chế rủi ro từ một khía cạnh quan trọng của vốn. Nguyên tắc đầu tiên là không nên đầu tư bằng các khoản đi vay mượn, không dùng nhiều hơn 30% số tiền tiết kiệm để đầu tư vào thị trường. Trước khi mở bất kỳ một lệnh giao dịch nào, bạn cần phải tính toán rủi ro của nó. Tổng vốn giao dịch của bạn là một yếu tố để xác định giới hạn tối đa cho kích thước của vị thế. Lên danh mục đầu tư hợp lý. Các công ty trong chu kỳ tăng trưởng uy tín, tiềm lực tài chính tốt, không mua hay nắm giữ những cổ phiếu của các công ty mà bạn không nắm rõ. Một số quy tắc khi đầu tư. Tuân thủ kỷ luật do chính mình đặt ra. Ví dụ như là đã chạm đúng điểm chốt lời là chốt, cắt lỗ là cắt, không ra vào linh tinh. Xác định rõ điểm chốt lời và cắt lỗ, làm theo nguyên tắc 1. Tránh FOMO. Fish of missing out là gì hả Dũng? FOMO cái là gì hả Dũng? Dũng này đang nghe đấy nghe gì? Phải có kế hoạch khi giao dịch và quản lý thật tốt, không được cay cú với thị trường nếu giá đi sai kế hoạch. Đừng nhìn tài khoản của người khác, tuyệt đối không đi vay mượn để đầu tư chứng khoán và chỉ sử dụng đúng số tiền mà bạn có để tham gia giao dịch.
không phải chứng khoán. Em đi. Thôi, nó có tiếng, con tôi đọc tiếng vào cái video của thầy đã thôi. Chúa té đi. Té đi. Có lý không ạ? Không có lý. Sao cao ra không phải nó bỏ gì? Nó không bỏ gì. Đang xem link mà bật ấn vào cái này này. Quá ra sao ta? Cái ở dưới đấy. Có cái này mới là cái đấy. Cơ nhà vô ấy. Rồi á? Ừ. Gây nhà chưa? Đúng rồi. Chiều bằng Đức bắt sang làm game cập nhà vô. Được lắm, lâu đấy không đáng nhỉ bạn ạ. Không biết cái gì. Không biết cái gì đâu. Tùy thế bạn ạ. Bạn Huy của bạn sang Canada rồi nè. Khi mình quen thích cậu rồi phải làm sao bây giờ? Đây là những một đây là một số những bài học để có thể mở tài khoản chứng khoán, một số những lý thuyết cơ bản để chúng ta học đầu tư cổ phiếu, đầu tư chứng khoán.